xin kính chào khách. Hôm nay là buổi tối ngày 9 tháng 1 năm 2018, rất nhiều vinh dự được đón tiếp của anh với sự thường tín về bộ tam đa gỗ hương đỏ cao 60 hàng VIP. Anh quý là Minh Cường thường tín. Trên mình thấy là anh Quý đây, anh là Minh Cường thường tín, nên là mua bộ tam đa gỗ hương đỏ của Lào hàng VIP được đủ các thành phần cho nó hoàn thiện. Vậy là buổi tối ngày 19 tháng 1, ngoài bộ tam đa ra thành Ngân cũng vẫn còn hai bộ tương tự này nữa, khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp thành Ngân chúng tôi để sở hữu. Rất đẹp, rất là lục lạc, gỗ không tì vết luôn. Bộ phải bụi đi tí xíu. Thành Ngân xin trân trọng cảm ơn, kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Chào được xe luôn. Thành Ngân xin trân trọng cảm ơn anh. Xin chào các khách trong những video tiếp sau.